Xin chào anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt Trên video anh em đang xem đây là mẫu xe Kia Sonet Một mẫu xe gầm cao cỡ A được lắp ráp tại Việt Nam Hôm nay là những ngày cuối tháng 10 rồi Như vậy là chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa là hết chính sách hỗ trợ 50% lợi phí trước bạ cho xe lắp ráp của nhà nước Anh em nào đang có ý định mua xe, những xe được lắp ráp tại Việt Nam Thì anh em cũng nên triển khai dần đi thôi Cùng với mẫu xe Kia Sonet cũng vậy, cũng là một mẫu xe lắp ráp Giá bán của Kia Sonet hiện tại vẫn ổn định, gần như là không có sự tăng giá hay là giảm giá đáng kể nào, nên anh em yên tâm mua xe. Ngoài ra thì có cơ chế linh động khuyến mại giảm thêm tiền mặt cho anh em nhưng chỉ áp dụng tại cơ sở bên em ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thôi. Nhưng có một bất lợi đó là chính sách phân vùng thị trường. Với chính sách này thì em chỉ bán được cho anh em ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, còn anh em ở các tỉnh khác thì em không bán được, anh em lưu ý. Trong video ngày hôm nay, em xin phép cập nhật chi tiết cho anh em về thông số kỹ thuật và giá xe ra số Sonet bánh, cùng với những thông tin trả góp của các phiên bản Kia Sonet. Để anh em nào đang có ý định chuẩn bị mua xe Kia Sonet thì anh em xem video để có thêm những thông tin cần thiết, có thêm những cơ sở để đưa ra những quyết định mua xe cho phù hợp. Còn anh em nào mà thường xuyên theo dõi kênh xe Việt và theo dõi mẫu xe Kia Sonet mà vẫn chưa có ý định mua xe ngay thì anh em có thể bỏ qua video này, đỡ mất thời gian của anh em và mời anh em cùng xem tiếp video. Mẫu xe Kia Sonet sử dụng động, động cơ 1.5 và có 3 phiên bản để anh em lựa chọn. Phiên bản thấp nhất đó là chiếc Kia Sonet bản 1.5 AT Deluxe. Phiên bản thứ hai đó là chiếc Kia Sonet bản 1.5 AT Luxury và phiên bản thứ ba đó là chiếc Kia Sonet bản 1.5 AT Premium. Trên thị trường, Kia Sonet cạnh tranh trực tiếp với hai mẫu xe đó là chiếc Hyundai Venue và chiếc Toyota Ray. Đối với chiếc Toyota Ray thì là xe nhập khẩu nguyên chiếc nên anh em không phải hỗ trợ thuế. Còn chiếc Hyundai Venue thì mọi thông số đều thấp hơn so với chiếc Kia Sonet, nhưng giá bán của Hyundai Venue cũng đang rất thấp. Bản thấp thì cũng chỉ có khoảng 480 triệu thôi, trong khi đó chiếc Sonet bản Deluxe cũng hơn 530 triệu rồi. Và mời anh em cùng đến với phiên bản đầu tiên, em cập nhật chi tiết cho anh em về thông số kỹ thuật cũng như là chính sách bán hàng, đó là chiếc Kia Sonet bản AT Deluxe. Kia Sonet bản AT Deluxe có thông số kỹ thuật cụ thể như sau. Xe có chiều dài là 4120, chiều rộng là 1790, và chiều cao là 1642 mm. Trục cơ sở của xe là 2500 mm, khoảng sáng gầm là 20,5 cm. Xe sử dụng động cơ 1.5 kèm hộp số vô cấp CVT dẫn động cầu trước cho công suất cực đại là 113 mã lực tại vòng tua 6000 vòng trên phút. Xe sử dụng phanh trước là đĩa, sau tăng trống. Xe sử dụng mâm xe hợp kim nhôm 16 inch. Về ngoại thất, cụm đèn trước dạng bóng halogen có tích hợp cảm biến đèn pha tự động, có đèn LED định vị ban ngày, cụm đèn hậu dạng LED gương chiếu hậu bên ngoài chỉnh điện gập điện tích hợp báo rẽ xe có trang bị thanh giá nóc về nội thất và tiện nghi xe trang bị ghế da chỉnh cơ hàng ghế trước xe có trang bị màn hình thông tin tft 4.2 inch bên cạnh là màn hình giải trí đa phương tiện cảm ứng 8 inch về hệ thống âm thanh xe được trang bị 6 loa về hệ thống điều hòa xe trang bị điều hòa cơ có cửa gió điều hòa sau xe trang bị chìa smart key để nổ bằng nút bấm đồng thời có tích hợp khởi động từ xa Hàng ghế thứ hai của xe thì gập được 60-40. Về hệ thống an toàn, về túi khí, xe được trang bị hai túi khí cùng với những tính năng an toàn cơ bản như là chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, xe có camera lùi và cảm biến So. Chính sách bán hàng thời điểm cuối tháng 10 dành cho phiên bản Kia Sonet AT Deluxe vẫn ổn định, không có gì thay đổi cả. Cụ thể giá bán theo chính sách của nhà máy là 539 triệu, vẫn có cơ chế linh động giảm tiền mặt tại cơ sở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bên em. Nhưng em xin nhắc lại, chính sách này chỉ áp dụng đối với anh em mua xe đăng ký biển Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thôi ạ. Còn anh em ở tỉnh khác thì em không bán trực tiếp được nên em không hỗ trợ được. Còn trong video em vẫn sẽ tính cho anh em giá xe ra biển số lăn bánh tại các địa phương để anh em có những cơ sở. Từ đó thì anh em cảm thấy phù hợp thì anh em ra trực tiếp showroom ở địa phương của mình để chốt giá. Với giá bán 539 triệu, giá xe ra biển số lăn bánh cùng với những thông tin trả góp em xin phép cập nhật cho anh em bên sau. Anh em ở Hà Nội, ra biển số sẽ là 593 triệu cần trả trước 135 triệu. Các tỉnh áp thuế 12% thì bây giờ còn có 6% thôi, ra biển số sẽ là 573 triệu, cần trả trước 115 triệu. Các tỉnh áp 10% thì sẽ là 568 triệu và cần trả trước 110 triệu. Và biển thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 587 triệu, cần trả trước 129 triệu. Với số tiền trả trước thấp nhất như vậy, anh em sẽ vay ngân hàng gói vay tối đa là 85% giá trị xe, sẽ tương đương với số tiền là khoảng 458 triệu trong thời gian vay tối đa là 8 năm, tối thiểu là 3 năm. Số tiền và thời gian vay thì theo nhu cầu của anh em, không bắt buộc là anh em phải vay gói vay tối đa như em chia sẻ trong video đâu ạ. Với gói vay 458 triệu trong thời gian vay 8 năm, gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 7,5 triệu. Tháng thứ hai trở đi sẽ theo dư nợ giảm dần. Mời anh em cùng đến với phiên bản thứ hai, đó là chiếc Kia Sonet bản AT Luxury. Với phiên bản Kia Sonet bản Luxury xe có những trang thiết bị và thu số vượt trội hơn so với phiên bản Deluxe như sau. Xe được trang bị phanh đĩa cả bốn bánh chứ không còn là tăng trống nữa. Có thêm các chế độ lái đó là Eco, Normal và Sport và có thêm 3 chế độ địa hình đó là tuyết, bùn lầy và cát. Về ngoại thất, cụm đèn trước được nâng cấp lên dạng bóng LED, có thêm cánh lướt gió. Về nội thất và tiện nghi, vô lăng được bọc ra, trong khi đó bản Deluxe thì là nhựa tổng hợp thôi. Hệ thống điều hòa thì được nâng cấp lên điều hòa tự động rồi, không còn là điều hòa cơ như bản Deluxe nữa. Về hệ thống an toàn thì có thêm cảm biến áp suất lốp. Ngoài ra thì có thêm điều khiển hành trình và giới hạn tốc độ mà SLA. Chính sách bán hàng thời điểm cuối tháng 10 hiện tại vẫn ổn định, gần như không có gì thay đổi cả. Cụ thể giá bán cho anh em theo chính sách của nhà máy là 579 triệu, vẫn có cơ chế linh động cho anh em khi mà anh em mua xe tại cơ sở Hà Nội cùng với thành phố Hồ Chí Minh bên em. Và trên thị trường với giá bán 579 triệu này, anh em có thể tham khảo thêm một số những mẫu xe nằm trong phân khúc gầm cao cỡ B như là chiếc Hyundai Creta bản tiêu chuẩn cũng khoảng 576-577 triệu thời điểm hiện tại. Hay là anh em cố lên chiếc Mitsubishi Xbox bản Exit thì cũng khoảng 590 triệu, nhưng bản Exit thì là xe nhập khẩu anh em không được hỗ trợ thuế. Hoặc anh em có thể tham khảo thêm một số những mẫu xe sedan cỡ C với tầm tiền 570-580 như là chiếc Mazda 3 bản Deluxe chiếc Kia K3 bản Luxury hay là chiếc Hyundai Elantra bản 1.6 AT tiêu chuẩn. Anh em có thể tham khảo thêm. Và với giá bán 579 triệu này, giá xe ra biển số nam bánh cùng với những thông tin trả góp, em xin phép cập nhật chi tiết cho anh em để anh em tham khảo sau. Anh em ở Hà Nội, ra biển số sẽ là 635 triệu, cần trả trước 143 triệu. Các tỉnh áp thuế 12% thì sẽ là 616 triệu, cần trả trước 123 triệu. Các tỉnh áp 10% thì sẽ là 610 triệu, cần trả trước 118 triệu. Biển thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 629 triệu, cần trả trước 137 triệu. Như vậy thì anh em sẽ vay ngân hàng gói vay tối đa là khoảng 492 triệu trong thời gian vay tối đa là 8 năm. Gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 8 triệu. Tháng thứ hai trở đi sẽ theo dư nợ giảm dần. Và phiên bản thứ ba, phiên bản cao cấp nhất đó là chiếc Kia Sonet bản AT Premium. Về thông số kỹ thuật của phiên bản Premium vượt trội hơn so với hai phiên bản Luxury và Deluxe cụ thể như sau. Về ngoại thất thì chiếc Kia Sonet bản Premium được trang bị cửa sổ trời. Xe có trang bị đèn sương mù dạng bóng LED. Về nội thất và tiện nghi, bản Premium được trang bị ghế lái chỉnh điện. Xe có màn hình AVN giải trí trung tâm to hơn, cụ thể là 10,25 inch. Về hệ thống an toàn, ngoài các tính năng an toàn như bản Luxury, bản Premium được trang bị thêm những tính năng an toàn vượt trội, đó là xe được trang bị 6 túi khí. Ngoài ra thì không hơn gì so với bản Luxury nữa. Với những thông số vượt trội như vậy, Giá bán theo chính sách của nhà máy là 624 triệu. Giá bán vẫn ổn định và cũng không có gì thay đổi so với thời điểm trước cả. Vẫn có cơ chế linh động cho anh em khi mà anh em mua xe tại cơ sở Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh bên em. Trên thị trường với giá bán 624 triệu, anh em có thể tham khảo thêm các mẫu xe nằm trong phân khúc gầm cao cỡ B như là chiếc Creta bản đặc biệt, hay là chiếc Kia Sorento phiên bản thấp, hay là một số những mẫu xe khác như là chiếc Mitsubishi Xpore phiên bản Premium. Cố thêm chút nữa thì anh em có thể tham khảo chiếc Cross hay là chiếc Honda HRV. Nhưng ba mẫu xe em vừa kể trên đó là Xbox, iris và HRV thì đều là xe nhập khẩu. Thời điểm này anh em không được hỗ trợ thuế. Giá lăn bánh sẽ cao hơn rất nhiều. Với giá bán 624 triệu, giá xe ra biển số lăn bánh cùng với những thông tin trả góp em xin phép cập nhật cho anh em để anh em tham khảo so. Anh em ở Hà Nội, ra biển số sẽ là 683 triệu, cần trả trước 152 triệu. Các tỉnh áp thuế 12% thì sẽ là 663 triệu, cần trả trước 133 triệu. Các tỉnh áp 10% thì sẽ là 657 triệu, cần trả trước 127 triệu. Biển thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 677 triệu và cần trả trước 146 triệu. Như vậy thì anh em sẽ vay ngân hàng gói vay tối đa là khoảng 530 triệu. Trong thời gian vay tối đa là 8 năm, gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 8,7 triệu. Tháng thứ hai trở đi sẽ theo dư nợ giảm dần anh em lưu ý giá xe ra biển số năm bánh của các phiên bản kia sonet em tính trong video đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước anh em có thể tham khảo trên màn hình trong trường hợp anh em mua trả góp sẽ phát sinh thêm hai khoản chi phí bắt buộc đó là bảo hiểm thân vỏ cùng với dịch vụ đăng ký xe chọn gói hai khoản này em chưa tính vào giá xe ra biển số năm bánh như trong video đâu ạ còn anh em mua trả thẳng thì hai khoản này không bắt buộc tùy vào nhu cầu của anh em như vậy trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chính sách bán hàng của ba phiên bản Kia Sonet thời điểm những ngày cuối tháng 10. Em cập nhật cho anh em. Hy vọng những thông tin em chia sẻ trong video sẽ giúp ích cho anh em trong việc tham khảo và lựa chọn mua xe cho phù hợp tại thời điểm này. Cảm ơn anh em. Hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.